Trước giờ gờ, vợ chồng Khánh Thi đưa quy định đặc biệt tới khách mời dự hôn lễ. Khánh Thi, Phan Hiển vẽ ra câu chuyện tình yêu với cái kết đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ. Ngày 22 tháng 12, lễ cưới Khánh Thi, Phan Hiển chính thức được diễn ra. Như các cặp cô dâu, chú rể khác trước giờ trọng đại, cả hai không giấu nổi sự hồi hộp, hạnh phúc. Để buổi lễ diễn ra riêng tư, đám cưới có những quy định riêng. Cụ thể, trên trang cá nhân nhân Khánh Thi viết, như các khách mời của Thi và Hiển. Vợ chồng Thi rất cảm ơn sự yêu thương và trân trọng của mọi người trong những ngày qua. Cả hai vợ chồng mong là mọi người sẽ có mặt sớm để chụp ảnh và cùng trải qua những cảm xúc tuyệt vời nhất cùng với gia đình hai bên. Vì cả Thi và Hiển đều mong một không gian riêng tư với những người bạn, những người đã chứng kiến những chặng đường quan trọng của cả hai vợ chồng. Cùng cười, cùng nói, cùng chia sẻ mọi điều tuyệt vời nhất nên mong mọi người tới dự, không mang theo photo riêng. Mọi hình ảnh trong hôn lễ sẽ được ekip của chúng tôi gửi đến truyền thông sớm nhất và đẹp nhất. Rất mong mọi người thông cảm cho gia đình mình nhé. Ngày cưới là một ngày vô cùng trọng đại, sự hiện diện của mọi người là niềm vui của cô dâu, chú rể và gia đình. Vậy nên vợ chồng Khánh Thi đề cao giá trị tình cảm hơn vật chất. Như bao người, Khánh Thi, Phan Hiển mong rằng đám cưới của mình có đông đủ sự góp mặt đông đủ của những người thân yêu. Vợ chồng cô không nhận quà cưới qua chuyển khoản. Khánh Thi từng ví 13 năm của họ như một bộ phim tình cảm đủ cung bậc của cuộc sống. Gắn bó thời gian dài rồi mới tổ chức đám cưới, nữ kiện tướng Dansport nói cô không giấu được xúc động khi chính thức có danh phận. Trước đó, Khánh Thi tâm sự cô không bao giờ nghĩ mình và Phan Hiển có thể tổ chức được đám cưới.